Đỗ Thị Hà được khen là thí sinh Việt Nam tốt nhất ở Miss World. Mới đây, chuyên trang Miss Sociology nhận xét Đỗ Thị Hà là thí sinh tốt nhất mà Việt Nam gửi đến Miss World trong những năm gần đây. Chuyên trang này nhận xét Đỗ Thị Hà đã vào top các phần thi siêu mẫu, tài năng và thuyết trình đối đầu. Các phần trình diễn của hậu Việt Nam đều có dấu ấn riêng. Nếu cô ấy chiến thắng, điều đó hoàn toàn xứng đáng vì cô ấy có trái tim nhân ái và tính cách tốt bụng. Đồng thời, Miss Sociology xếp Đỗ Thị Hà ở vị trí thứ 11 trong bảng bình chọn cuối cùng. Các ứng viên có thể đăng quang Miss World 2021. Top 10 thí sinh sáng giá theo Miss Sociology bao gồm Venezuela, Philippines, Bờ Biển Nga, Ba Lan, The Bahamas, Ấn Độ, Cộng hòa Czech, Puerto Rico, Cameroon và Mexico. Đỗ Thị Hà trân trọng tình cảm của khán giả dành cho mình và xem đây là động lực giúp cô thêm cố gắng trong đêm chung kết Miss World 2021. Cô chia sẻ, hiện tại tôi vẫn đặt mục tiêu vào top 12, còn xa hơn tôi nghĩ top 5 là khả năng cao nhất. Năm nay cuộc thi có nhiều ứng viên mạnh, Nam Phi, Ấn Độ, Philippines, Nepal, họ đều xinh đẹp và tài giỏi. Song so với họ, tôi có lợi thế trẻ trung tươi mới nên hy vọng điều đó giúp tôi đi sâu. Tôi cùng ekip chuẩn bị thêm phần ứng xử thật tốt nếu may mắn vào đến top 5 chung cuộc. Trước đó, 15 người đẹp gồm Bờ Biển Nga, Ấn Độ, Mỹ, Anh có thành tích tốt ở các vòng thi phụ và đã giành vé vào top 30 chung kết. Chung kết Miss World 2021 dự kiến diễn ra vào sáng ngày 17 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Đương kim hậu Tony Ansai, người đẹp đến từ Jamaica đăng quang Miss World 2019, sẽ trao lại vương miện cho cô gái xứng đáng và tỏa sáng nhất. Tuy nhiên, ngay trước giờ G, ban tổ chức Miss World 2021 đã ra thông báo đêm chung kết sẽ bị hủy và sẽ được lên lịch lại vào một thời điểm khác trong vòng 90 ngày tới, khi hiện tại đang xác nhận 17 thí sinh và nhân viên kỹ thuật dương tính với Covid-19. Hãy cùng với CNews đồng hành và dõi theo Đỗ Thị Hà để ủng hộ đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế.